Xin chào cả nhà đang xem kênh của mình nha. Ngày hôm nay bố mẹ chồng mình là đang đi tỉa chồi thanh long này các bạn. Đó, đang đi tỉa chồi thanh long đó các bạn. Hôm nay cả nhà theo chân mình xem bố mẹ mình tỉa thanh long và cắt mầm thanh long bán cho khách như thế nào nha. Đây, bây giờ bố mình đang cắt mầm thanh long để bán cho khách nha. Cái này thì mầm thanh long này nhà mình hiện tại đang bán là giá 2.000 một mầm nha các bạn. Đây, mầm thanh long ruột đỏ nha, bán 2.000 một mầm. Ai cần thì có thể liên hệ qua số điện thoại trên màn hình của mình để đặt hàng. 2.000 một mầm thanh long ruột đỏ. Trong cơ quá là nó trong cái độ cao nên để nó ở bên ngoài. Vậy là cách tỉa mầm thanh long là các bạn nên tỉa ở tán trên nhé, bỏ tán trên đi và để cái rịa tán ngoài nha, như vậy này đó. Thì là ở trên này là bố mình đã cắt hết đi rồi này đó, là để ở mép riêng ngoài này để cho nó ra tán đều hai bên, bốn bên luôn nha.
Bữa nay thanh long bắt đầu chín đỏ rực lên rồi đây cả nhà này. Ngày 12 này nhà mình sẽ được cắt nhé. Ai cần các mối xỉ lẻ, các vựa thanh long ruột đỏ cần có thể liên hệ với mình qua số điện thoại trên màn hình. Mình sẽ cắt ha thanh long và đóng đi cho mọi người nha. Còn những ai cần mầm thanh long ruột đỏ thì có thể liên hệ với mình luôn nha. Mình sẽ cắt mầm và đóng đi cho mọi người. Video mình hôm nay xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào video sau nha. Hãy xem và đăng ký kênh cho mình nha. Tạm biệt.